Tu tâm. Tu quan trọng ở phần kết quả, còn pháp tu chỉ là phương tiện. Nếu khổ công tu nhiều nhưng kết quả thân bệnh, tâm phiền não và không phát sanh trí tuệ là tu sai. Kinh thường nói tu yếu ngộ để nhắc nhở chúng ta bằng mọi cách đạt đến cứu cánh là ngộ trên bước đường tu. Ngộ có nhiều nghĩa khác nhau. Chúng ta thường hiểu ngộ là trái lại với mê lầm. Chúng sanh trầm luân trong sáu nẻo luân hồi, duy nhất có một bậc hữu tình là Đức Phật ngộ, tức nhận ra được kiếp sống con người khổ đau là do chính họ tạo ra, gọi là vô minh ngăn che. Ngài cũng nhận ra phương cách sống để thoát ly ba đường ác, thăng tiến trên ba đường lành, đó là chân lý của cuộc đời. Từ đó, Ngài chỉ dạy chúng ta xây dựng đời sống vật chất lành mạnh và tinh thần trong sáng. Ngày nay, chúng ta tiến bước theo lời Phật dạy. Tuy chưa đạt đến chân lý, nhưng cũng ngộ được hai lẽ sống. Một đời sống cao đẹp của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền và một cuộc sống xấu xa tội lỗi của chúng sanh do vô minh, vọng kiến ngăn che. Riêng bản thân tôi từ thuở nhỏ, thường bệnh hoạn. Nhưng ngộ được yếu chỉ Phật dạy là tu phải khỏe mạnh. Vậy tại sao ta lại bệnh liên miên? Từ đó ngộ thêm rằng sát nghiệp của mình đã tạo từ quá khứ. Nhận ra nghiệp nhân quá khứ theo Phật dạy. Tôi không van xin cầu nguyện cho mình có sức khỏe nữa. Tôi thay đổi cách tu bằng cách tích công lũy đức, nghĩa là làm sao để có công với đạo, có đức với chúng. Tôi nhắm vô tu đức là chính. Và Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi nên nỗ lực phục vụ chúng tăng. Ngộ được điều này rồi, tôi phấn khởi đi lên, hết lòng làm tròn những gì chúng giao, thầy bảo. Có đức đối với chúng là chúng cần gì, chúng ta làm việc đó. Làm điều mà người không muốn là tự chuốc tai họa. Còn ở chùa lại trốn trách nhiệm, chắc chắn chẳng ai chấp nhận ta. Theo tôi, trong 3 tháng an cư, bước đầu các cô phải khắc phục, đừng để bị kiểm điểm hay bị phạt biện chúng, quỳ hương, sám hối. Ngoài ra, còn phải vui vẻ được phục vụ chúng, được làm cho chùa, không phải làm miễn cưỡng, bị bó buộc. Thú vị nhất của đời tôi là được làm việc. Không được làm việc, coi như người bỏ đi. Sám ngã niệm dạy rằng, giả điền uế bổn tương hà dụng, đại hải phù thi bất cửu đình. Phật Pháp cần người, nhưng người sống trong Phật Pháp không dùng được, phải tự xấu hổ. Trên bước đường tu, cố gắng làm cho ta trở thành người hữu dụng. Phải phấn đấu lên, đừng xem thường mình. Phật, Tổ, Thầy làm được, thì ta cũng phải được. Đức Phật nói Ngài phát tâm từ ngục A Tỳ và từ đó tự vươn lên. Riêng tôi cũng vậy. Hoàn cảnh trần gian khổ nhất tôi đều trải qua, nếm hết mùi cay đắng. Và đi lên được, thì các cô cũng dư sức đi lên. Thật sự không ai hơn ai, nếu biết khai thác mảnh vườn tâm của chúng ta, đó là công việc của người tu. Người tu được kính trọng vì làm phước điện cho chúng sanh. Ruộng ai cũng có, nhưng chư tăng biết khai thác mảnh ruộng tâm, nên thu hoạch bao nhiêu phúc lợi cho cuộc đời. Chúng sanh cũng có ruộng tâm, nhưng để cỏ dại mọc, không thu được gì. Bản thân cũng phải ăn bám, có điều kiện sống cao đẹp nhưng không khai thác nên từ phước điền biến thành giả điền. Điều quan trọng nhất là phải khai hoang phục hóa mảnh đất tâm của chúng ta. Tôi nhắc ni sư trụ trì đừng lo khai phá ruộng hoang bên ngoài, để ruộng trong tâm bị hoang hóa thì nguy hiểm. Bao nhiêu công đức đổ dồn bên ngoài thì trong lòng thành trống trải. Mảnh đất bên ngoài hay chùa tốt có người tranh giành chiếm được. Đối với tôi, lo xây dựng ngôi chùa tâm linh, sửa sang mảnh đất tâm cho thật sạch và trồng lên cây trí giác. Còn xây dựng chùa cho tốt, coi chừng mảnh đất tâm dơ, ta đã đem biết bao của báo bên trong để đánh đổi lấy chùa bên ngoài. Phiền não nổi dậy thì chết đọa, mà cũng không giữ được chùa. Ni sư Vĩnh Bửu lúc sanh tiền sang Nhật Bản khóc với tôi rằng, chùa lá không ai ở, nhưng xây dựng thành chùa lớn rồi, nhiều người dành. Tôi bảo rằng,
ni sư tu mấy chục năm mà mảnh đất tâm toàn cỏ dại buồn phiền, tranh chấp. Lo cất chùa, trong lòng mọc cỏ dại tùm, không hay. Sau đó, nhờ hành thiện 3 tháng ở chùa Tổng Trì, dọn sạch phiền não, ni sư có cái nhìn đổi khác, thấy những người dành chùa là rước khổ cho ni sư. Người xuất gia tu hành cần ghi nhớ một điều. Đừng bận rộn với cuộc sống vật chất. Vật bên ngoài có hay không, không quan trọng. Tâm hồn trong sáng thì vật chất theo đó hiện ra. Trên bước đường tu, làm sao tâm ta thực sự tốt đẹp, dẹp sạch cỏ dại phiền não, gọi là thúc liễm thân tâm hay khép mình tu học. Khép mình tu học là khép phiền não, không phải ép xác thành ốm yếu, bệnh hoạn, vô dụng. Từ hạn chế cho đến thủ tiêu phiền não thì hoa màu trí giác sinh ra, hảo tướng cũng theo đó có được. Thiền sư Thiên Chơn, Nhật Bản dạy tôi rằng đạo Phật không đào tạo người tiêu cực bệnh hoạn, trái lại làm cho người bệnh thành mạnh, hướng dẫn người tiêu cực thành tích cực, người vô dụng thành hữu ích. Trên bước đường tu, chúng ta thay đổi sao cho hết bệnh, hết nghiệp. Mỗi ngày phải chăm sóc mảnh đất tâm, hệ thấy cỏ dại thập triền, thập sự ló lên là nhổ liền. Phật dạy phiền não nổi lên ở đâu thì diệt ngay ở đó. Theo tôi, chúng ta diệt nó bằng cách trước tiên cố tránh nghe, thấy, nghĩ, vì nghiệp ác còn nặng. Ta không để ý, không lóng nghe chuyện bên ngoài nữa. Tập sống trong Phật Pháp, lấy Phật Pháp rửa trần tâm, siêng năng đọc tụng kinh để ghi nhớ lời Phật dạy, thấy thú vị hơn. Vì vậy, người nói xấu, ta cứ yên tâm ngủ và làm việc. Điều đó không tác dụng được thì nó tự mất. Ta cố gắng phục vụ cho đạo, lâu ngày công đức sanh, không cần biện minh như Bảo Vương Tam Muội dạy. Đã có hộ pháp Long Thiên biện minh cho ta. Thực tế gần nhất là có đại chúng biện minh hộ ta, vì ta đã phục vụ nhiều cho chúng. Tôi nhờ đọc kinh nhiều nên lời Phật dạy đầy ắp trong lòng, phiền não không chen vô được. Còn tu lâu mà không trồng hoa màu bồ đề, chỉ toàn phiền não, hận đời, hận đạo, rõ ràng là uế bổn, không dùng được. Phiền não trong nội tâm rất nhiều, nhưng căn bản phải dẹp tham lam, ghét ganh. Còn những thứ khác từ từ bỏ sao? Tham là nhiều ham muốn. Theo tôi, cần hạn chế tối đa tật ham muốn bằng cách sống với cái mình có. Không phải của mình, không bận tâm. Làm được chừng đó đã thấy dễ chịu rồi. Đời sống của tôi lúc còn là học tăng rất nghèo, chỉ có 2 bộ đồ sách. Nhưng sung sướng vì chẳng phải mất công coi chừng. Là đồ tang nên giặt phơi chẳng ai thèm lấy. Sống tri túc, tức sống theo hoàn cảnh của mình. Ăn, mặc, ở là 3 cái căn bản mà người tu nên sống khiêm tốn. Vì lòng tham mở rộng thì không bao giờ cùng. Xưa kia, 1 phòng 5 thầy ở chung, không thấy chật chội. Nhưng ngày nay, 2 thầy ở còn than chật. Muốn 1 mình 1 phòng cho đến 1 mình 1 chùa là rất vô tham mà không hay. Thực sự hạn chế được lòng tham, tâm hồn chúng ta thanh thản liền. Tật xấu thứ 2 là lam, tức tham lam. Lam tức là lạm, không phải của mình, nhưng thích nhân danh mình. Thí dụ, thời tôi còn học tăng, tốt nghiệp ở Phật học đường Ấn Quang, ra ngoài ai cũng nể. Có người không học ở đây, nhưng đến đâu cũng khoe xuất thân từ Ấn Quang. Đừng mượn danh nghĩa người khác, đem cái tốt của người dán lên cho mình. Về sau người phát hiện được thì khổ. Sống với con người thật của ta là tốt nhất, dù nghèo dở. Tật xấu ghét và ganh cũng không nên có. Tại sao ta ghét? Người xấu, dở thực, ta cũng không nên ghét. Mà phải tìm cho được cái dễ thương của họ để ta thương mới phát triển được tâm từ bi của người tu. Đa số chúng ta hay rớt vô tánh ghét này. Có người làm bậy, ảnh hưởng xấu cho ta và đạo thì đương nhiên bị ghét. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, muốn ghét thì ai ta cũng ghét được. Và gieo nhân ghét này cho đến một lúc nào đó, ta cũng chẳng được ai thương. Tại sao ta ganh? Ta ganh vì người hơn ta chăng? Theo tôi, chấp nhận thua người là khỏe nhất. Và nếu thực sự ta hơn người mà chấp nhận thua, càng sướng nữa.
Còn ta thu người mà lại dám ganh tị thì tự chuốc họa vào thân. Tôi chưa nghĩ hơn người nên dễ sống và cảm thấy hạnh phúc. Tôi còn nhớ Hòa Thượng Thiện Hoa dạy rằng khiêm tốn là tự cao dễ thương nhất. Bốn tánh xấu, tham lam, ghét ganh trong 3 tháng an cư dẹp cho sạch được thì mặt chúng ta hồng ra, ánh mắt trong lành hơn và nhìn đời sáng hơn, được mọi người quý mến. Mong rằng trong mùa an cư này, chư ni dọn sạch được mảnh đất tâm và trồng được nhiều hoa màu trí giác để thăng hoa đời sống cao đẹp của người tu, xứng đáng là đệ tử Phật. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Vạn Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 1999. Bốn bậc trưởng lão được kính trọng. Trong mùa an cư kiết hạ, ngoài việc tổ chức hình thức, còn cần thực hiện tốt mặt nội dung. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi lúc còn sa di: đạo yếu tăng hoằng, tu yếu ngộ. 7 chữ này giúp tôi rất nhiều trên bước đường đạo. Đạo yếu tăng hoằng là đạo nên hay hư do trách nhiệm của người xuất gia. Tu yếu ngộ tức là tu hành quan trọng ở chỗ ngộ là chính yếu, còn tu là phương tiện. Nếu chỉ có hình thức bên ngoài nhưng thiếu phần ngộ bên trong là thiếu mất tư chất của tăng già. Trong tăng lữ được xếp vào hàng trưởng lão đáng kính trọng có 4 hạng theo thứ tự như sau. Hàng trưởng lão đáng kính trọng bậc nhất gọi là ngộ tánh thượng tọa, tức những vị ngộ được tánh thiên chơn và từ tánh sáng suốt ấy tu, nên việc tu hành và truyền đạo của họ hoàn toàn đúng với đạo lý. Tuy nhiên, muốn ngộ tánh phải ràng buộc thân tứ đại và hạn chế sự buông lung của vọng tình là việc làm căn bản của người tu. Nhưng ràng buộc bằng cách nào? Đó là vấn đề lớn. Vì nếu ràng buộc thân không cho phép nó làm những việc trái luật định thì nó phản ứng mạnh, làm cho thân ta thành bệnh thì không tốt. Vì vậy, theo tôi, phần nào chúng ta ràng buộc thân, phần nào phải thỏa hiệp với nó. Điều đó tùy từng người, năng lực, phước đức khác nhau mà có pháp tu không giống nhau. Những người nhiều đời đã từng tu hành, phước lớn, nghiệp nhẹ là 3 hạng tăng được kính trọng. Thì đối với họ, việc sống hạn chế, đơn giản, theo hiền thánh hoàn toàn dễ dàng. Nhưng đối với người thân bệnh hoạn, yếu đuối, tâm nhiều phiền não, thì bị hạn chế, thân sẽ phản ứng mạnh hơn, gọi là nghiệp chướng tăng. Chúng ta tự xét coi mình thuộc thanh tịnh hay nghiệp chướng tăng. Nếu là phước điền tăng thanh tịnh, có đủ tiêu chuẩn ngộ tánh. Nghiệp chướng tăng không thể phát triển bằng các trưởng lão, chỉ còn cách nương công đức của hàng phước điền tăng để tự khắc phục lần nghiệp chướng, tức thỏa hiệp một phần và khắc phục một phần nghiệp chướng, dần dần do dày công tu luyện cũng ngộ được tánh. Hàng ngộ tánh đáng kính trọng bậc nhất, vì gần với tánh sáng suốt, nên nhìn Phật, nghe Pháp, phiền não rơi rụng, tánh thiên chơn hiện ra, đắc được đạo quả, giáo hóa không dùng ngôn ngữ mà chúng sanh hết khổ. Hạng trưởng lão thứ hai có tư chất thông minh, tuy chưa ngộ tánh nhưng sống trầm mình trong giáo pháp, hiểu được giáo nghĩa sâu sắc và nương theo giáo nghĩa của Phật, đã thực nghiệm được trong cuộc sống mà giáo hóa được người tu hành theo chánh pháp. Những người này thường được gọi là tam tạng pháp sư. Hạng thứ nhất thấy chân lý và diễn đạt chân lý cho người. Hạng thứ hai không thấy chân lý nhưng diễn đạt chân lý theo thánh giáo Phật không sai lầm. Hàng trưởng lão thứ ba là công đức tăng hay phước điền tăng, chưa ngộ tánh thiên chơn, chưa thông giáo điển, nhưng có tấm lòng tha thiết vì đạo, đem thân hiến dâng cho chánh pháp. Họ thường phụng thờ Tam Bảo, xây chùa, in kinh, đào tạo tăng tài. Nhiều đời tu, làm việc phước, nên đời này vật chất tương đối đầy đủ, và họ dùng phước báo đó để trùng hưng Phật Pháp. Đó là 3 hạng trưởng lão, do chủng thiện căn nhiều đời, do gieo trồng trí tuệ, phước đức và dùng tất cả ưu việt này phụng sự Tam Bảo, chắc chắn làm cho Phật giáo hưng thạnh. Hàng thứ tư cũng là trưởng lão, nhưng không bằng 3 hàng trên. Họ sống trong đạo Pháp lâu, tuy không ngộ tánh,
không thông giáo điển, không đóng góp xây chùa, đúc tượng, nhưng tu hành nghiêm trì giới luật, không lỗi lầm. Đây là những vị có quá trình tu được xếp vô hạng cao niên lạp trưởng mà giáo hội chúng ta thường quan tâm, vì ba hạng trưởng lão nói trên hiếm có trên thực tế. Mặc dù những vị này không làm được việc lớn, nhưng cố gắng nghiêm trì giới hạnh, không phạm sai lầm đáng chê trách, cũng đã báo đáp được hồng ân tam bảo, cũng được chúng kính trọng. Đối với bốn hàng trưởng lão đáng kính trọng là rường cột của đạo Pháp, chúng ta nỗ lực noi gương các ngài, đồng thời cố gắng hạn chế, đừng để rơi vào lỗi lầm tu không đắc đạo, không nghiêm trì giới luật và trở thành nghiệp chướng tăng, ba nghiệp không thanh tịnh. Trong mùa an cư, trên có ban chỉ đạo an cư của thành hội, dưới có thiền chủ và duy na trông coi để chúng ta khắc phục ba nghiệp. Về thân nghiệp, làm sao từ thân bệnh thành hết bệnh, từ hành động thô tháo đạt đến vị trí đường đường tăng tướng. Khắc phục thân nghiệp, quan trọng nhất là bệnh nghiệp. Bệnh nặng phải cần đến bác sĩ thì không kể. Ở đây nói đến bệnh ăn và bệnh ngủ. Đức Phật dạy ăn một bữa, nhưng vì chúng ta còn nghiệp đói, bệnh, nên phải ăn nhiều lần, gọi là dược thực để chữa bệnh. Vì vậy, còn phải ăn chiều, tự thấy xấu hổ, coi đây là uống thuốc và cố gắng sao cho hết bệnh này để khỏi uống thuốc. Khắc phục được đói khát mới xứng đáng là thánh đệ tử, bước vào hàng dự lưu. Còn ăn nhiều bữa, chưa được vô hàng thánh chúng. Cố gắng để sau giờ ngọ không nổi lửa là phá được một bệnh ăn. Kế đến phá bệnh uống. Đáng lẽ uống nước trong nhưng không chịu nổi, nên các hòa thượng thương hại người nghiệp chướng nặng, nên cho uống nước trái cây, uống sữa để có dinh dưỡng. Như vậy chúng ta cũng cảm thấy tu hành chưa cao, chưa xứng đáng là trưởng lão. Sau giờ ngọ chỉ uống nước trong hay không uống nước. Hàng trưởng lão làm việc nhiều nhưng không bệnh, không ăn uống phi thời, khiến cho ta kính trọng. Hai việc sau cùng để bước vô dòng thánh là rèn luyện cơ thể có sức chịu đựng được với nóng lạnh của thiên nhiên. Nóng hay lạnh đến đâu cũng không bệnh. Nhật Liên Tông của Nhật Bản buộc các tỳ kheo muốn được công nhận là nhà truyền giáo phải tu 3 tháng mùa đông ở núi tuyết, không mặc áo, chỉ đóng khố, ngồi trong tuyết mà không bị cảm lạnh. Đối với tôi, tu sao để hết bệnh, sanh phước và có trí tuệ. Không đạt được thành quả này, kể như phí công vô ích. Xưa kia, tôi rất nể trọng khoa học và y học, nghĩ bác sĩ giỏi hơn và xem thường việc tu hành của mình. Đó là sai lầm lớn. Nhờ Hòa Thượng Trí Tịnh cảnh giác tôi rằng, tu mà không chữa được bệnh cho mình, sao chữa được bệnh người? Chúng ta phải nhận ra sự cao quý của Pháp Phật để sử dụng tốt cho bản thân, tự chữa được thân bệnh và tâm bệnh của mình, rồi chỉ dạy cho người. Chúng ta biết rõ Phật dạy sắc ảnh hưởng đến tâm và ngược lại, tâm tác động cho sắc. Nói cách khác, thân và tâm tự hành hạ nhau. Nghiệp chướng, phiền não, trần lao là nguyên nhân của thân bệnh. Ai ít bệnh thì ít phiền não, và người ít phiền não thì ít bệnh. Phiền não là căn bản của mọi bệnh tật. Ngày nay có bác sĩ chữa tâm bệnh, nhưng không thể bằng người tu. Bác sĩ chỉ khuyên ta bớt phiền muộn, lo lắng. Trên bước đường tu, chúng ta dễ nhận ra rằng, nếu nhìn thấy bậc chân tu giải thoát, lòng chúng ta tự nhiên đã vơi đi phiền não. Tâm hồn trong sáng, đại chúng thấy đạo hạnh trang nghiêm của ta, họ tự sửa mình là giáo hóa người bằng đức hạnh. Vì vậy, người thấy ta mà họ không phát tâm, còn khó chịu là họ thấy ác nghiệp của chúng ta hiện ra nơi thân. Phải biết lo sợ, tự sám hối cho tiêu nghiệp. Khi ta chưa hiện hảo tướng, chưa giáo hóa được chúng sanh bằng chân tâm, thì việc dạy dỗ người khó vô cùng. Rầy la họ không nghe, còn cười chế nhạo. Riêng tôi, khi giận thì tránh mặt, không nói. Tôi thấy phương pháp này rất hiệu nghiệm. Giận đừng gặp, đừng nghĩ, để cho nghiệp của mình đừng phát sanh. Vì nghiệp sanh thì tâm bệnh rồi, thân sẽ bệnh theo.
Tôi sống 50 năm với chúng, thấy rõ nghiệp từ tâm hiện ra thân. Người ưa bực tức, khó chịu, trước mắt là bị bệnh bao tử. Từ giận như vậy, tạo cho cơ thể không bình thường, thần kinh và tế bào cũng không bình thường, từ đây mà sinh ra bệnh. Chúng ta tu hạn chế được cơn giận, tạo cho cơ thể sống thăng bằng, thần kinh không căng thẳng thì vi trùng cũng sẽ khó xâm nhập. Trên bước đường tu, dứt khoát không được giận, tự nói với chính mình, không cho phép giận, khó chịu. Lúc đó ta tự hạn chế ta tự trị tội ta. Giữa tốt và xấu đang điều chỉnh, nói chuyện với nhau, cuối cùng phải để thiện tâm thắng ác tâm. Kế đến là khắc phục tánh nóng. Trước mắt tôi chấp nhận thua cuộc bằng cách tránh nó là tu theo nhị thừa, thoái chuyển. Hành Bồ Tát Đạo không bỏ chúng sanh nhưng biết nghiệp khởi phải trốn đời, tránh trách nhiệm để giữ cho tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh là gốc đạo. Có nhiều người làm được việc nhưng nổi nóng là hỏng cuộc đời. Nổi nóng sanh ra bệnh rối loạn tiêu hóa và tuần hoàn cũng bị ảnh hưởng xấu. Vì khi nổi nóng, nhịp tim tăng, lượng máu tăng, người ta thường nói là giận sôi máu. Nó đốt hết chất hữu cơ của ta thì tất nhiên phải bệnh. Tôi ăn ít nhưng làm được nhiều vì không cho nóng giận làm tiêu năng lượng một cách vô lý, để dành năng lượng làm đạo, lợi ích cho chúng hữu tình. Nổi nóng làm nhịp tim tăng tốc, dần sẽ dẫn đến suy tim. Mới 18 tuổi, tôi đã bị suy tim, nhưng nhờ biết dẹp bớt những cơn nổi nóng, hạ được nhịp tim và gia công tu thiền quán, lại hạ thấp nhịp tim thêm. Trong mùa hạ, nhịp tim dễ hạ xuống và không thuyết pháp thì lại bớt được nữa. Từ đó lượng thực phẩm tiêu thụ cũng giảm theo. Người ưa giận dễ bị đau bao tử và đau bao tử là dễ nổi nóng. Thứ ba là tánh hay buồn, buồn cho hoàn cảnh, cho thân phận mình, buồn nhớ gia đình, vân vân. Thuở nhỏ tôi cũng vậy, tu rồi bị hất hủi càng buồn. Và nhất là những người xuất thân giai cấp cao trong xã hội, tu dễ buồn hơn nên bỏ cuộc không ít. Hay buồn thì sanh ra đau gan, chúng ta phải khắc phục, tìm nguồn vui trong đạo, trong kinh điển, trong cuộc sống phạm hạnh của chúng ta. Cố thực tập những việc này để ta vui với nó. Riêng tôi, đọc sách thấy được ý hay hoặc ngồi thiền, nhận ra ý Phật dạy làm cho tôi vui, hiện ra đôi mắt mỉm cười, nét mặt hoan hỷ, khiến cho người nhìn thấy cũng phát tâm theo. Còn mặt buồn rầu, sân si thì ai dám theo? Muốn làm đệ tử Phật, phải tập giống Phật, gặp việc đáng buồn, không buồn, đáng giận, không giận. Một việc nữa cũng nên cân nhắc, vui quá cũng suy tim, gặp việc vui, đáng mừng cũng không mừng. Luôn điềm đạm, giữ được tâm như như. Kinh Pháp Hoa dạy, trời người cung kính cũng phớt lờ, quỷ la sát dọa cũng không sợ. Sợ thì đau thận, sợ cuốn lên không giải quyết được gì, nên bình tĩnh sáng suốt may ra còn thoát được. Giận, buồn, nóng nảy, lo sợ là bốn thứ tâm lý xấu phát sinh ra nhiều bệnh trong nội tạng. Từ tâm sinh ra thân bệnh, và từ thân bệnh tác động lại cho tâm thêm bệnh. Kế đến, điều chỉnh thức ăn và sống ở nơi không khí trong lành. Người xưa nói, bệnh tùng khẩu nhập. Tu hành ăn đơn giản để sống khỏe mạnh, không phải tìm thức ăn ngon cho sướng miệng, nhưng thực ra chứa nhiều độc tố làm chúng ta bệnh thêm. Tóm lại, trong mùa an cư, tăng ni điều chỉnh nếp sống tu hành cho thăng bằng, thân khỏe mạnh, tâm an vui, giải thoát là đáp được mong muốn của ban chỉ đạo an cư do giáo hội đề ra. Bài giảng tại trường hạ chùa Long Bửu và chùa Kim Liên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 1999.